ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, năm 2018 là năm mà Ủy ban chứng khoán nhà nước cam kết thực hiện các giải pháp nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán từ mức cận biên lên mới nổi trong bảng xếp hạng của MSCI. Tháng 6 tới đây là tới kỳ xem xét của tổ chức này, liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có lọt được vào top danh sách xem xét hay không, tiêu chí nào cần để cải thiện để có thể được nâng hạng, ý nghĩa của việc nâng hạng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là gì? Chuyên đề chứng khoán cuối tuần với chủ đề con đường nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Nâng hạng thị trường không chỉ là cách xây dựng hình ảnh cho thị trường tài chính quốc gia mà nó còn tác động trực tiếp đến khả năng thu hút dòng vốn nước ngoài. Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều thị trường frontier market khác cũng đang nỗ lực để được nâng hạng lên emerging market. Vậy nâng hạng thị trường sẽ đem lại lợi ích gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo các chuyên gia, thị trường mới nổi có quy mô lớn hơn và chất lượng tốt hơn so với các thị trường cận biên, trong khi tiềm năng tăng trưởng lại cao hơn. Dòng vốn mà các thị trường mới nổi thu hút được có tính ổn định hơn so với những dòng tiền nóng đầu tư vào các thị trường cận biên. Các bạn có thể thấy năm 2017 vừa qua, dòng vốn Hàn Quốc đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Có rất nhiều tổ chức ở Hàn Quốc đã mua lại các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, thì dòng vốn này sẽ tiếp tục đổ mạnh vào thị trường Việt Nam, không chỉ từ Hàn Quốc mà còn từ các thị trường khác. Sẽ góp phần chứng tỏ mức độ phát triển của thị trường tài chính Việt Nam chúng ta. Và theo đó thì về thể chế, về hàng hóa, về nhà đầu tư, để đáp ứng tiêu chuẩn nâng hạng thị trường, bên cạnh việc gia tăng tính quy mô, tính thanh khoản hay mức độ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường Việt Nam còn có áp lực phải cải thiện các điều kiện giao dịch như hệ thống vận hành, khung thể chế, tính minh bạch về thông tin. Liên quan về lưu chuyển vòng vốn, đây cũng là vấn đề khá nhạy cảm với Việt Nam. Thị trường ngoại hối vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ giá trị tiền đồng. Cải thiện được điều kiện này cần sự hợp tác và hỗ trợ nỗ lực của toàn hệ thống. Hiện nay gần như là tôi đi dự các cái cuộc họp báo tại NX vân vân thì gần như là các doanh nghiệp Việt Nam vô cùng khó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng khó, không chỉ là năng lực mà cái nguồn lực, cái phí tổn là khá lớn. Cái điểm thứ hai tức là vấn đề ownership, cái sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài thì Việt Nam này 49%, chúng ta cho phép là 100%, nhưng với điều kiện là cái công ty ấy hội đồng quản trị và có thể thấy nâng hạng thị trường là một quá trình tương đối dài đòi hỏi nhiều nỗ lực mà tạo ra thay đổi về nội lực cũng như khung pháp lý. Thực tế cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài sẽ luôn vào thị trường sớm hơn nếu họ nhìn thấy có cơ hội và quyết tâm nâng hạng. Vì vậy, Việt Nam cần thể hiện quyết tâm nâng hạng ngay từ bây giờ để tạo câu chuyện đủ sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, trong tiêu chí phân hạng thị trường chứng khoán, MSCI chia thị trường chứng khoán toàn cầu làm 4 nhóm: thị trường phát triển (developed market), thị trường mới nổi (emerging market), thị trường sơ khai (frontier market) và thị trường độc lập là standalone market. MSCI sử dụng hai hệ tiêu chí để phân loại thị trường. Hệ tiêu chí thứ nhất bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định lượng. Hệ tiêu chí thứ hai bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định tính. Vậy thị trường Việt Nam đã đáp ứng được những tiêu chí nào trong bộ tiêu chí đánh giá của MSCI? Và với các tiêu chí đó thì đến khi nào thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Hệ tiêu chí để phân loại thị trường của tổ chức xếp hạng MSCI gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phát triển kinh tế. Đối với hai loại thị trường sơ khai và mới nổi thì yếu tố này sẽ không bị xem xét. Phần thứ hai là quy mô và thanh khoản, hay còn gọi là các tiêu chí về mặt định lượng. Phần thứ ba là khả năng tiếp cận thị trường, hay còn gọi là các yếu tố về mặt định tính. Theo đánh giá của MSCI trong kỳ review tháng 6 năm 2017, ngoại trừ nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế không cần điều kiện, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhóm tiêu chí về quy mô và thanh khoản của MSCI. Cụ thể, theo nhóm tiêu chí này, một thị trường phải có ít nhất 3 doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí. Tổng quy mô vốn hóa đạt 1,375 triệu đô la Mỹ, vốn hóa tự do đạt 687 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ giá trị giao dịch hàng năm ATVR đạt tối thiểu 15%. Tính đến tháng 2 năm 2018, thị trường Việt Nam đã có hơn 3 doanh nghiệp niêm yết đạt đầy đủ các tiêu chí kể trên. Đó là các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk mã chứng khoán VNM, Tập đoàn Vingroup mã chứng khoán VIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan mã chứng khoán MSN, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mã chứng khoán HPG. Việt Nam chúng ta đạt được những cái tiêu chí quan trọng
đó chính là cái quy mô thị trường đã mở rộng rất nhanh chóng. Chính phủ của chúng ta cổ phần hóa gắn với niêm yết giúp cho thị trường chúng ta tăng trưởng gần gấp đôi trong vòng 2 năm, đã đạt được điều đó. Thứ hai là chúng ta đã mở room cho nhà đầu tư nước ngoài ở rất nhiều lĩnh vực. Rất nhiều lĩnh vực chúng ta hạn chế thì bây giờ chúng ta không còn hạn chế nữa và cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh mẽ và với cái tỷ lệ mà không giới hạn. Trong bối cảnh chính phủ quyết liệt đẩy mạnh chủ trương cổ phần hóa thoái vốn kèm niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp tỷ đô trên sàn hơn, đồng thời tạo ra lượng hàng hóa chất lượng hơn cho giới đầu tư. Đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài và có thể giúp cho tiến trình nâng hạng của thị trường Việt Nam được đẩy nhanh hơn. Hiện tại có chỉ khoảng 15 doanh nghiệp ở trên sàn niêm yết là có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ đô. Nhưng mà chắc chắn là đến cuối năm nay thì phải có đến trên 30 doanh nghiệp là sẽ có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ đô. Như vậy chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán của mình nó sẽ lớn rất là nhanh trong thời gian tới. Và một cái yếu tố hấp dẫn tôi nghĩ là mang tính quyết định được của thị trường chứng khoán Việt Nam đấy là chúng ta có thêm những hàng hóa, có nghĩa có thêm những doanh nghiệp tốt, đủ lớn lên niêm yết với cái thanh khoản cũng đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài mua bán các doanh nghiệp này. Và với năm 2018 này thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta đạt được mức 100% của GDP. Đây là một ngưỡng gọi là khá là trung bình của các cái thị trường mới nổi tại trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Thì khi chúng ta đạt được cái quy mô như thế này thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chắc chắn là sẽ rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Mặc dù đã đạt được hết các tiêu chí trong hệ tiêu chí về quy mô và thanh khoản, tuy nhiên những yếu tố về mặt định tính trong hệ tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường vẫn là một rào cản cho mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta cần phải cải thiện thêm khoảng ít nhất là 5 tiêu chí nữa. Và trong số những cái tiêu chí mà chúng ta chưa đáp ứng được thì bao gồm có là quyền công bằng đối với nhà đầu tư nước ngoài, luồng thông tin, đăng ký đầu tư mở tài khoản, bán khống, mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, vân vân. Thì có một số yếu tố mà tôi nghĩ là không quá là khó khăn và chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Để ví dụ như là mức độ tự do trên thị trường ngoại hối hay là bán khống hay là chuyển nhượng chứng khoán vân 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 vân, thì đấy là những yếu tố tương đối là khó và đánh giá và cái khả năng được đưa vào review list của Việt Nam ngay trong năm 2018 này thì tôi chưa đánh giá cao lắm. Tuy nhiên là nếu nhìn xa hơn vào năm 2019-2020 thì là chúng ta có đủ thời gian để có thể cải thiện được mình hơn và sẽ nhiều khả năng sẽ được đưa vào review list trong 1-2 năm tới. Để được nâng hạng lên emerging market thì quả là một cái điều mà các cơ quan quản lý hay là các nhà đầu tư từ trên thị trường rất là mong muốn. Nó có thể nói là nó đưa chúng ta từ một mặt bằng này sang một mặt bằng khác thực sự là có ý nghĩa. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là hiện tại chúng ta còn phải làm khá là nhiều việc để có thể được nâng hạng. Cái yếu tố lớn nhất đó là cái sự tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì hiện tại chúng ta biết rồi, chúng ta có đến hơn 2.000 doanh nghiệp. Đấy, và nếu mà công bố thông tin bằng tiếng Anh đảm bảo các cái tiêu chuẩn đó là cũng là một cái vấn đề rất là khó. Như vậy, để được MSCI nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trên thế giới, các thị trường tài chính được xếp hạng vào 3 nhóm chính, cao nhất là thị trường phát triển, tiếp đến là thị trường mới nổi và thấp nhất là thị trường cận biên. Có 3 tổ chức lớn về xếp hạng thị trường bao gồm MSCI, FTSE Russell và S&P Dow Jones. Các tổ chức này đánh giá xếp hạng thị trường định kỳ hàng năm. Hiện tại, theo tiêu chuẩn của cả 3 tổ chức xếp hạng, Việt Nam được xếp vào nhóm thấp nhất là Frontier Market. Vậy Việt Nam cần cải thiện những tiêu chí nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Gia tăng quy mô có thể đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, đây là việc nằm trong tầm tay khi đang có nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và lên niêm yết. Điều cần chú ý đó là tăng tỷ lệ tự do chuyển đổi thông qua giảm bớt tỷ lệ sở hữu nhà nước. Gia tăng quy mô có thể đầu tư là việc rất quan trọng bởi nó không chỉ giúp nâng hạng mà còn quyết định trực tiếp lượng tiền đổ vào Việt Nam sau khi được nâng hạng. Tại nhà nước cũng đang xem xét để tăng cái room đối với một số cái mặt hàng mà coi như là thiên về sản xuất. Thì có thể có khả năng là room sẽ tăng lên 100%. Vì riêng về câu chuyện về ngành ngân hàng thì hiện tại vẫn là 30%. Thì cái việc mà xem xét nâng room lên, tuy nhiên thì nhà nước vẫn còn giới hạn và khá là dè dặt về cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ thì đây là một số cái yếu tố mà nhà nước là phải xem xét để mà nâng cao cái sức coi như là hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư ngoại. Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ ban hành cái này. Thì hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã đưa lên trang web
đưa lên hệ thống các cái thông tin liên quan các cái danh mục ngành nghề. Tuy nhiên một cái quyết định mà đầy đủ về các cái danh mục ngành nghề để cho thuận tiện cho cái việc mà nới lỏng tỷ lệ sở hữu thì hiện nay chưa có. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp là dựa trên các thông tin hiện có, dựa trên cái luật đầu tư đã có thì doanh nghiệp chủ động xác định xem mình nằm ở trong danh mục nào. Trong trường hợp có vướng mắc thì Ủy ban chứng khoán sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp để có đề trình Bộ Kế hoạch Đầu tư cho ý kiến chỉ đạo đối với các doanh nghiệp để mà tháo gỡ cái việc mà nới tỷ lệ sở hữu. Thứ hai là sử dụng tiếng Anh trong các thủ tục và công bố thông tin. Dù đây là công việc phát sinh chi phí, lợi ích mang lại sẽ lớn hơn nhiều chi phí bỏ ra. Việc có thêm nhiều thông tin bằng tiếng Anh thể hiện thiện chí nâng hạng và điều này sẽ được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao ngay cả khi chưa được nâng hạng. Thông tin chuẩn hóa hơn rồi, áp dụng cơ chế kế toán, tiêu chuẩn kế toán để chuẩn kế, rồi công bố nhiều hơn bằng tiếng Anh vân vân, và yêu cầu những cái rất nhiều. Cái thứ ba là yêu cầu Việt Nam chúng ta nói chung cải cách thể chế mạnh hơn nữa, đặc biệt liên quan đến môi trường đầu tư, môi trường công bố thông tin, môi trường tài chính kế toán. Thế rồi thì những ngân hàng phải áp dụng 3.2 cho nó chuẩn hơn, thì tôi cho rằng nó sẽ yêu cầu thúc đẩy Việt Nam chúng ta cải cách thể chế. Thứ nhất là cái việc nới room và để cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia một cách dễ dàng, đấy là một cái tăng tính hòa nhập. Cái thứ hai nữa là đáp ứng những cái tiêu chuẩn về minh bạch hóa thông tin, mà không phải chỉ đáp ứng bằng cái văn bản pháp lý nói mồm, bởi vì văn bản pháp lý của mình chúng ta cũng luôn luôn đưa ra những cái yêu cầu là cần phải minh bạch, cần phải có kiểm toán, cần phải thế này thế khác. Nhưng thực tế là liệu các công ty Việt Nam mình có minh bạch thực sự hay không, đấy mới là cái quan trọng. Thì thực sự là nếu mà muốn cái việc tham gia thị trường, tham gia MSCI hay không thực sự không quan trọng bằng cái việc là nhà ban cơ quan quản lý nhà nước cũng như là nhà đầu tư càng phải cùng nhau xây một cái thị trường minh bạch mới là cái quan trọng. Thì với thị trường ngoại hối thì chúng ta vẫn áp dụng cái biện pháp là kiểm soát khá là chặt chẽ cái dòng tiền ra khỏi Việt Nam. Và vì vậy mà MSCI và đánh giá đây là một cái thách thức rất là khó để cho Việt Nam thực hiện. Chúng ta phải cải thiện được cái nội lực, có nghĩa là cải thiện cái tăng trưởng kinh tế, cải thiện nội lực và cân bằng lại cái cán cân xuất nhập khẩu để đảm bảo cái tỷ lệ nếu được xuất siêu thì rất là tốt. Còn nếu không, nếu nhập siêu ở mức kiểu chấp nhận được và chúng ta phải có cái cán cân tổng thể là dương thì chúng ta mới bình ổn được cái tỷ giá. Đây là một cái yêu cầu đòi ra cần một thời gian khá là dài và đòi hỏi một cái nỗ lực không chỉ nằm trong Ủy ban chứng khoán hay Bộ Tài chính mà đây là nỗ lực chung của toàn hệ thống. Nếu chưa cải thiện được nhưng thiện chí cải thiện và tiến trình thực thi cải thiện sẽ có tác động tích cực đến tâm lý chung của thị trường chứng khoán. Nâng hạng là đích cuối của con đường, quá trình đi trên con đường đó bản thân nó cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Có những cái quy định nhỏ lẻ khác để về tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như là các cái công bố thông tin hoặc văn bản bằng tiếng Anh thì theo tôi nghĩ là cái này khá là đơn giản để thực hiện. Có thể chúng ta quy định ngay trong cái văn bản yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết là phải có văn bản tương ứng bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì để cho cái quy định này nó đi sâu vào thực tiễn và các doanh nghiệp hào hứng thực hiện thì cũng phải có những biện pháp truyền thông nhất định để các doanh nghiệp hiểu được cái giá trị khi mà công bố công thông tin bằng tiếng Anh, vừa là tăng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng cái lượng cung đối với cổ phiếu của doanh nghiệp mình. Chúng ta phấn đấu hết sức mình thì hết năm nay với cái đà phát triển rất là tốt thì chứng khoán như là năm vừa qua cũng như năm nay thì nhiều năm tới thì họ sẽ xem xét và chúng ta được vào cái gọi là watch list, tức là danh sách cần theo dõi để được nâng hạng. Thế và phải mất 2 năm nữa theo cái quy định của họ, ý nhất là trong cái danh sách nằm trong watch list đấy, ý nhất là 2 năm nữa thì mới được xem xét nâng hạng tiếp. Thì mình thấy rằng là chỉ là như vậy tối thiểu năm 2021 là như vậy. Còn nếu chúng ta mà kiểu như là dành ra đến tầm thực trạng chắc là còn lâu hơn nữa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.